Có cái này mình nên nói người ta cái chuyện này dạng nó tế nhị không nói người ta. Sao? Thì cái chuyện của phụ nữ đó, mình giờ mình nói thì nó kỳ kỳ không? Tôi thấy cũng không kỳ, mà nói thì kỳ mà không nói thì không kỳ á. Thì biết thì nói, giờ mình biết thì mình nói, giờ không biết thì thôi chứ sao? Có nghĩa là một chị đó mới sanh con mà gọi là được gọi là trong tháng á. Biết trong tháng không? Nghĩa là chưa được tháng á. Có nghĩa là khi bà chị mới sanh á, sữa rất là nhiều. Chứ không phải là chị không có sữa nha. Có nghĩa là sữa rất là nhiều mà tự nhiên cái chừng có tuần lễ con bú là tự nhiên sữa nó ít lại đi. Có nghĩa là sữa nó đi chơi á. Nói chung nôm na là nó sẽ không về cái điểm đó mà nó đi vòng vòng đâu đó. Hiểu không? Bà mới hỏi là vậy chứ bên em nghe nói là bên Lộc rồi đó cũng làm nhiều cái mẹo của ông bà xưa để lại rồi đó. Có biết cách nào mà gọi người ta nói gì ta? Gọi sữa về. Đúng 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 đúng, bà nói vậy đó. Gọi sữa về. Có cách nào gì giúp được không vậy? Có. Cái cách này là giúp bà gọi sữa về và giúp sữa luôn thông, không bị tắc, không gây ra vấn đề là bị sốt. Sốt là sao? Là tắc sữa gây ra sốt, mệt mỏi lắm. Là nó tắc nó không ra hả? Gây sốt luôn á. Sốt luôn hả? Nó nguy hiểm lắm. À. Thì cái vấn đề thức ăn để có sữa thì vấn đề đó thì chắc cú người nhà chắc ba không biết rồi, thay tẩm bổ rồi không nói. Nhưng mà vấn đề là tắc sữa và là sữa không có. Em chia sẻ ra cái mẹo rất là hay nè. Mọi người muốn gọi sữa về đúng không? Muốn mọi người cảm giác là hết sữa đúng không? Mọi người nấu một nắm xôi, tầm một chén cái này. Ăn cái nhiều vô hả? Không. Mọi người nấu nắm xôi, chứ nóng là hàng nha. À. Rồi mọi hành củ á, mọi người lấy tầm 2 3 củ vậy đó, mọi người nhả nát ra. Rồi mọi người trộn đều với xôi. Ăn. Không. Đang mổ ăn vô chết luôn. Rồi mọi người cho vô một cái khăn, bó cái xôi lại. Mọi người vuốt lên ngược trần. À nghĩa là cởi áo ra đó. Đúng rồi, vuốt vuốt lên, vuốt một cái lên, vuốt xuống, vuốt qua, vuốt lại, vuốt đẩy lên, đẩy lên. Kéo về đó. Đúng rồi, kéo về, kéo đến khi nào mà cái xôi nó nguội thôi. Là khi mọi người kéo xong á thì sữa mọi người nó sẽ thơm, nó sẽ không nghe mùi tanh mùi đồ của sữa nữa. Với lại là sữa nó sẽ về đều, thơm lắm. Vậy vuốt một cái được rồi. Vuốt hai cái luôn chứ một cái bên kia tắt. À, đấy là vuốt đều hai cái luôn. Sao ông vuốt con cái mà. Cho nên là đồ gì, vậy chắc chị đó cũng có xem video chứ không biết. Với lại có nhiều người thì chỉ là kêu dùng lược đó, dùng lược để chải nè, cũng được. Để giúp đỡ tắc sữa đó. Chải như vậy luôn, dùng lược kéo lên một vòng, hai vòng, ba vòng, bốn vòng, lược cái. Dùng lược chải cũng được. À, lược chải cũng được không? Hai cái đó cái nào cũng áp dụng cũng được. Không, cách gọi gọi sữa về và giúp cho sữa không bị thông, không bị tắc. Không tắc sữa, thơm sữa. Thơm sữa. Cái cách đầu tiên là giúp thông với thơm sữa. Cách thứ hai là chỉ thông thôi chứ không có thơm. Đó thì mọi người áp dụng trong trường hợp nào thì mọi người áp dụng thôi. Đó là hai cách để giúp mọi người thông gọi sữa về là như vậy. Ok. Rồi chia sẻ mọi người nha, mọi người áp dụng thử nha.